Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 7 tháng 4, Đảng ủy xã Khánh An tổ chức hội nghị ban chấp hành Đảng bộ xã lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2021. Đồng chí Ngô Công Thức, tỉnh Quỹ Chiên, bí thư quyền Quỹ An Phú đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Trong 3 tháng đầu năm 2021, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn xã Khánh An có nhiều chuyển biến tích cực. Năng suất xoài thu hoạch bình quân đạt 15 tấn trên hecta. Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo tinh thần nghị quyết không chính của tỉnh quỹ được quan tâm thực hiện. Với 4 mô hình nhà màng trồng dưa lưới và 3 mô hình trồng nấm bào ngư với diện tích trên 4.258 m2, bước đầu mang lại nhiều kết quả nhất định. Tổng thu ngân sách trên địa bàn được trên 2,1 tỷ đồng các phong trào văn hóa, thể dục, thể thao được duy trì, công tác an ninh quốc phòng luôn được giữ vững. Công tác xây dựng đảng và công tác vận động quần chúng luôn được đảng quỹ xã quan tâm thực hiện, như tổ chức học tập quán triệt, triển khai kịp thời các chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trong toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Tuyên truyền về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, những kỳ 2021-2026. Tổ chức học tập nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Công tác tổ chức luôn được kiện toàn, công tác kiểm tra giám sát được tăng cường thường xuyên, hiệu quả. Bên cạnh đó, địa phương còn thực hiện vận động quỹ vì người nghèo xã hội từ thiện với tổng số tiền gần 460 triệu đồng. Qua đó hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ Tết. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ngô Công Thức, tỉnh Quỹ Chiên, bí thư huyện Quỹ An Phú đánh giá cao những kết quả mà đảng bộ và nhân dân xã Khánh An đạt được trong quý I. Đồng thời, bí thư huyện Quỹ yêu cầu địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2021 như tiếp tục phát huy các thế mạnh của địa phương, nhất là quan tâm thực hiện phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, theo tinh thần nghị quyết không chính của tỉnh quỹ, tăng cường mời gọi đầu tư phát triển thương mại dịch vụ, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm đất công, các trường hợp xây dựng trái phép ngay từ ban đầu, đẩy mạnh các phong trào công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập quyện, tăng cường quản lý chặt chẽ đường biên giới, nhất là các đường mòn lối mở, góp phần ngăn chặn trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo các điều kiện tiêu chuẩn trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngoài ra, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, Bí thư huyện ủy An Phú Ngô Công Thức yêu cầu tập thể cán bộ đảng viên, công chức và nhân dân xã Khánh An phải phát huy tốt tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, hoàn thành các chỉ tiêu mà nghị quyết đảng ủy xã đã đề ra, từng bước xây dựng quê hương biên giới Khánh An ngày càng phát triển.